sách dân số chương 32, phân chia vùng bên kia sông Jordan. Con cái ông Reuben và con cái ông Gad có nhiều súc vật rất đông. Khi thấy rằng vùng Gia Đề và vùng Galaad là nơi thuận lợi cho việc chăn sóc súc vật, họ đến thưa với ông Môsê, với tư tế Elada và các thủ lãnh cộng đồng. Các thành Ataroth, Dibon, Gia Đề, Nimra, Khebon, En-Ale, Sơ-vam, Nơ-vô và Bơ-ôn là vùng đất Đức Chúa đã đánh phạt trước cộng đồng Israel, là vùng đất nuôi được súc vật mà các tôi tớ ngài lại có súc vật. Họ nói tiếp, nếu chúng tôi được đẹp lòng ngài thì xin ban cho các tôi tớ ngài vùng đất này làm sở hữu, xin đừng để chúng tôi phải đi qua sông Jordan. Ông Môsê nói với con cái ông Gát và con cái ông Ruben, anh em của anh em phải ra chiến trường, mà anh em thì ở lại đây hay sao? Tại sao anh em làm cho con cái Israel phải nản lòng, không muốn đi qua bên xứ mà Đức Chúa đã ban cho họ? Cha ông anh em đã làm như thế khi tôi sai họ đi từ Kade Barnea để do thám xứ đó. Họ lên đến thung lũng Ét-côn, họ do thám xứ đó, rồi làm cho con cái Israel nản lòng để họ không vào xứ mà Đức Chúa đã ban cho họ. Nên trong ngày đó, cơn thịnh nộ của Đức Chúa bừng cháy, người thề rằng nếu ngày nào những người đã lên từ Ai Cập 20 tuổi trở lên thấy đất mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì chúng đã không chọn tình đi theo ta, chỉ trừ Caleb, con ông Jephune, người Cơ-nát và Giô-sê, con ông Nun, vì họ đã chọn tình đi theo Đức Chúa. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa bừng lên phạt Israel và người đã bắt họ đi lang thang trong sa mạc 40 năm cho đến khi toàn thể thế hệ đã làm sự dữ trước mắt Đức Chúa đều chết hết. Này đây, hỡi nòi tội nhân, anh em thay thế cha ông mình mà nổi dậy, khiến cơn thịnh nộ của Đức Chúa đối với Israel càng tăng lên. Nếu anh em quay lưng lại với người, thì người còn tiếp tục để Israel lại trong sa mạc. Mà như thế, anh em sẽ làm cho tất cả dân này bị tiêu diệt. Họ tiến đến gần ông Môsê và nói, chúng tôi sẽ làm ở đây quái quây cho chiên cừu của chúng tôi và xây thành thị cho con em chúng tôi. Còn chúng tôi sẽ cầm khí giới ngay và dẫn đầu con cái Israel cho tới khi chúng tôi đưa họ đến nơi thuộc về họ. Nhưng con em chúng tôi sẽ ở lại trong các thành kiên cố để khỏi bị dân bản xứ tấn công. Chúng tôi sẽ không trở về nhà cho đến khi ai nấy trong dân Israel đều được thừa hưởng phần gia nghiệp của mình. Quả thật, chúng tôi sẽ không chia phần gia nghiệp với họ bên kia sông Jordan hoặc xa hơn nữa, vì gia nghiệp bên này sông Jordan ở phía đông sẽ lọt về phần chúng tôi. Ông Môsê nói với họ, nếu anh em thực hiện điều đó, nếu anh em cầm khí giới để ra trận trước nhan Đức Chúa, nếu trong số anh em, tất cả những người được võ trang đi qua sông Jordan trước nhan Đức Chúa và ở lại đó, cho đến khi người đuổi địch thù đi khuất mắt người, và nếu anh em chỉ trở về sau khi sứ ấy quy hàng trước nhan Đức Chúa, thì anh em được coi như đã làm xong nhiệm vụ đối với Đức Chúa, với Israel, và vùng đất này sẽ là sở hữu của anh em trước nhan Đức Chúa. Nhưng nếu anh em không làm như thế, thì anh em sẽ đắc tội với Đức Chúa, và anh em nên biết rằng chính anh em sẽ chuốc lấy tội đó cho mình. Anh em hãy xây thành cho con em và làm bẫy quay cho chiên cừu, hãy thực hiện những gì miệng anh em đã nói. Con cái ông Gát và con cái ông Ruben thưa với ông Môsê, các tôi tớ ngài sẽ làm như lời ngài truyền. Vợ con, súc vật và mọi thú vật của chúng tôi sẽ ở đây trong các thành Galaad. Nhưng các tôi tớ ngài, mọi kẻ đã được võ trang để ra trận, sẽ đi qua trước nhan Đức Chúa để chiến đấu, theo lời ngài đã nói. Ông Môsê đã ban mệnh lệnh liên quan đến họ cho tư tế Elada, cho ông Giô-sê, con ông Nun, và cho những người đứng đầu các gia tộc của các chi tộc con cái Israel. Ông Môsê nói với họ, nếu con cái ông Gát và con cái ông Ruben, mọi kẻ đã làm, đã được võ trang để chiến đấu cùng với anh em đi qua sông Jordan trước nhan Đức Chúa
Và nếu anh em chinh phục được vùng đất đó thì anh em sẽ cho họ đất Galaad làm sở hữu. Nhưng nếu họ không chịu mang khí giới đi qua sông với anh em thì họ sẽ phải nhận một phần đất làm sở hữu giữa anh em trong xứ Canaan, con cái ông Gad và con cái ông Ruben thương. Điều Đức Chúa đã phán với các tôi tớ Ngài, chúng tôi sẽ làm. Chính chúng tôi sẽ cầm khí giới đi qua xứ Canaan trước nhan Đức Chúa và xin Ngài cho chúng tôi được chiếm hữu phần đất bên này sông Jordan làm gia nghiệp. Ông Mô-xê ban cho họ, nghĩa là cho con cái ông Gad, con cái ông Ruben và một nửa chi tộc Mơ-na-xê, con ông Giu-sê, vương quốc của Si-khôn, vua Ê-mô-ri, vương quốc của Ốc, vua Ba-san. Đó là vùng đất gồm các thành cùng với lãnh thổ của các thành ấy, thêm vào đó các thành của vùng đất chung quanh. Con cái ông Gad đã xây Divon, Atarot, Aroe, Arosophan, Zade, Sopoha, Bet-Nimra, Bet-Haran là những thành kiên cố. Họ cũng đã làm bãi quay cho chiên cừu. Con cái ông Reuben cũng đã xây Khetbon, En-Ale, Kirjathaim, Nebo, Ba-an-Meon. Các thành này đã đổi tên, và Sibma, họ đặt tên cho các thành họ đã xây. Con cái ông Machia, con ông Mơ-na-xê đi tới xứ Ga-la-át. Họ chiếm xứ đó và đuổi người Ê-mô-ri đang ở đấy. Ông Mô-xê cho ông Machia là con ông Mơ-na-xê xứ Ga-la-át, và ông Machia định cư tại đó. Ông Gia-ia, con ông Mơ-na-xê đi chiếm các trại của họ và đặt tên là trại của Gia-ia. Novak đi chiếm Cơ Nát cùng các vùng phụ cận. Ông lấy tên mình là Novak mà đặt cho chỗ đó.